Chào mừng các bạn đến với cửa hàng mypet.tk. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một loại thuốc cho thú cưng, đặc biệt là chó. Nhưng mà thật ra thì thú y thì nó xài chung các bạn, tất cả các con vật đều xài được, người xài cũng được, mà tại mình có thuốc người mình xài thuốc người chứ cũng không có lý gì xài thuốc thú y. Thuốc này thành phần của nó là Zenta và Tilo, Gentamicin và Tilosin đó các bạn. Thuốc này thì nó đặc trị các Gentamicin, nó đặc trị về các bệnh về đường tiêu hóa giống như là viêm ruột. Còn Tilosin thì đặc trị các bệnh về đường hô hấp, phổi giống như là ho, khò, khè. Thì thuốc này là do công ty thuốc thú y Minh Huy sản xuất các bạn. Đây là địa chỉ trang web của công ty, đạt tiêu chuẩn là GMP, WHO, GMP là Good Manufacture Practice, WHO là World Health Organization, là nói chung mấy công ty thuốc phải có cái chứng chỉ này thì thuốc nó mới có hiệu quả. Tiếp theo chúng ta coi cái thành phần của nó. Thành phần của nó gồm có Gentamicin thì nó đánh vào đường tiêu hóa, Tilosin thì nó đánh vào đường phổi. Bên cạnh đó nó có thêm dexamethasone. Dexa này là thuốc kháng viêm, nó hỗ trợ cho quá trình điều trị viêm phổi hoặc là viêm ruột. Bởi vì khi mà thú cưng của mình nó bị viêm ở bất cứ vị trí nào mình cũng có thể xài thuốc này được. Ví dụ như là viêm chân, sưng lỗ tai, sưng chân, viêm phổi, viêm ruột chúng ta đều xài được. Tiếp theo chúng ta coi công dụng của nó là phòng ngừa và điều trị các bệnh viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, đặc trị các bệnh trên chó giống như là viêm mũi, viêm miệng, viêm tiết nước bọt, viêm phế quản, viêm phổi, tiêu chảy ra máu, viêm ruột, viêm dạ dày ruột, viêm thận, viêm dịch hoàn, viêm tử cung. Cách dùng và liều dùng: chúng ta có thể trộn vào thức ăn hoặc nước uống, dùng liên tục từ 3 cho tới 5 ngày. Một gói này 5 gram, dùng cho chó từ 5 đến 10 kg thể trọng, ngày một lần. Ngày một lần mà mình dùng liên tục từ 3 đến 5 ngày cho chó từ 5 cho tới 10 kg. Như vậy thì ví dụ như chó của mình 20 kg thì sao? Nếu mà chó của mình 20 kg thì cái bịch này chỉ xài được có 1 ngày rưỡi các bạn. Bởi vì các bạn muốn xài được 3 ngày thì các bạn phải mua 2 bịch. Ví dụ như chó mình 2,5 kg thì sao? Chó của mình 2,5 kg thì cái bịch này mình xài được 6 ngày. Mình chia ra 6 ngày. Ok. Trường hợp bệnh nặng thì có thể tăng liều gấp đôi. Thuốc thì chúng ta bệnh nặng thì chúng ta có thể tăng liều gấp đôi, nặng nữa thì chúng ta tăng lên gấp tư. Mình tăng tối đa được 4 lần qua đường uống. Còn đường chích thì tốt nhất là chích đúng liều lượng. Ok, thuốc nào cũng vậy thôi. Thời gian mà nó tan thuốc là 21 ngày. Bởi vì mình có dùng cho gia súc, gia cầm thì mình nên giết mổ sau khi dùng thuốc 21 ngày. Ok, gói này có khối lượng tận là 5 gram nha các bạn. Rất là tiện dụng để xài cho thú cưng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy bấm like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem.